Hôm nay mình tiếp tục đến với kho Hoàng Cầu nha. Mình sẽ giới thiệu những cái mẫu đá ở trong kho cho mọi người xem nha. Ở trong kho này bán rất là nhiều mẫu đá luôn á. Đây, mọi người thấy tổng quan ở trong kho rồi. Thì tổng quan ở trong kho cái là mình sẽ quay tất cả các mẫu đá cho mọi người xem nha. Đấy, rất là nhiều. Ở trong kho này có tất cả đá lát và đá cổ nhỏ nha. Ở đây đá lát thì gồm mấy cái như nâu Tây Ban Nha và trắng Ý trắng đồ á. Còn bình thường á như ở đây nè. Đá này thạch cừ nha, thạch cừ rất nhiều. Cái tấm đá treo kia cũng là thạch cừ á, cách người ta đang lửa mọi người. Có khách người ta đang mua hàng á, nhân viên bán hàng người ta đang tư vấn cho khách đấy. Ở đây mình thấy xài cừ rất là nhiều luôn đó nha. Ở trong kho có máy cắt đá này kìa, nó hơi ồn, có gì mọi người cũng thông cảm nha. Đây mấy tấm xài cừ khổ lớn luôn mọi người. Cái mặt bóng nó quay vô trong, còn cái mặt lưng nó quay ra ngoài. Đây là mấy anh em trong kho bán hàng. Mọi người thấy mấy cái lắp xài cừ rất là lớn luôn. Xài cừ trong kho này có hai màu, một màu đen và một màu xanh. Đây là mấy anh em người ta đang đi chọn mẫu. Ở bên này là khu vực máy cắt mọi người. Mua đá xong là đem ra đây cắt rồi khách hàng người ta chở đi á. Đây mọi người thấy xài cừ nhiều không? Quá trời xài cừ luôn. Ở trong kho này bán rất là nhiều đá đỏ Bình Định nè. Đỏ Bình Định nè, vàng Bình Định nè, hai cái bỏ chung luôn ở trong kho này. Đá đỏ Bình Định và vàng Bình Định rất là nhiều nha. Và tím hoa cà nè. Đây tím hoa cà, nhìn bông nó khá đẹp đó mọi người. Tím hoa cà nha. Phía trên là đỏ Bình Định nha. Đây cái lớp ngoài này là đỏ Bình Định luôn mọi người. Đỏ Bình Định này mọi người nhìn không kỹ, nó hay lộn với đá đỏ ruby á. Phía trong này là kim sa nha, kim sa. Phía trong này có lộn xộn trong đó mất. Đây lóc vàng Bình Định nè, vàng Bình Định đây nó có hai loại nha, một loại vàng đậm và một loại vàng lạc đó mọi người. Đây
hai loại nè, loại gần lạc và động. Xe rất là nhiều. Đây, còn phía bên này là đá đỏ và đỉnh rất là nhiều luôn. Phía trước mình đây là mẫu đá kim sa. Kim sa rất phù hợp cho mọi người làm những cái bếp, cầu thang, mặt tiền, rồi tất cả đều được hết nha, tùy theo sở thích của mọi người. Mọi người thích ốp đâu thì ốp thôi. Đây, kho này rất là rộng lớn, bán rất là nhiều dòng đá, giá cả thì nó cũng bình dân thôi chứ không có mắc lắm đâu nha. Mọi người thích thì có thể comment bên dưới, mình có hai IP của mình sẽ cho số điện thoại và mình đưa địa chỉ cho mọi người đi tìm nha. Đến kho để mua được cái mẫu đá hay hơn á, đẹp hơn á mọi người. Kho rất là nhiều. Đây, quá chừng đá luôn á. Cái dòng phía dưới này mình quay đa số là cổ nhỏ nha. Đây, cái này vàng bình định nha, vàng nhạt nha, với vàng nhạt nè. Kia khách người ta đang lựa đá. Cái lóc trước mặt mình đây nè, cái lóc này nè, đó nó là đen Ấn Độ nha. Vì mình quay qua nó đang bị chói nắng cho nên mình không thể quay cho mọi người xem được. Đây, kim sa đen Ấn Độ. Rồi vàng Bình Định có hai loại nha, vàng đậm, vàng lạc và đỏ đó, Bình Định. Có rất nhiều dòng đá luôn á, tím hoa cà. Bên kia là mấy anh em người ta đang lựa đá đó mọi người. Rồi chắc mình quay giải phía bên này thôi. Rồi mình xin kết thúc live nha. Ngày mai có thời gian á, mình sẽ quay những cái giải bên kia để cho mọi người tham khảo á. Ở trong kho rất là nhiều nha. Mình sơ lược ở phía bên này qua cái cho mọi người xem rồi mình sẽ kết thúc live nha. Đây, kho hoàn cầu nha mọi người. Rồi mình xin kết thúc live ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip tiếp theo nhé. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.